Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, đồng đội, huấn luyện trưởng và các cổ động viên của câu lạc bộ Lanh FC đã chia sẻ những điều vô cùng bất ngờ. Và tương lai của Huỳnh Như tại câu lạc bộ Lanh FC gần như đã được ngã ngũ. Và thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, một thông tin liên quan đến vận động viên Cao Thị Duyên, một động viên có thể coi rằng là nghèo nhất tại SEA Games 32 vừa qua của đoàn thể thao Việt Nam, đã tiếp tục được nhận số tiền cực khủng và cũng khiến cho các cổ động viên Việt Nam của chúng ta cảm thấy vui lây. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của Thể bóng đá ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay thì câu chuyện liên quan đến cái sự nghiệp của Huỳnh Như và cái tương lai của Huỳnh Như tại câu lạc bộ Lanh FC chắc chắn là cái thông tin mà quý vị và các bạn cũng rất quan tâm trong thời điểm hiện nay. Vừa qua thì cũng có một số những cái nguồn tin có chia sẻ rằng là Huỳnh Như sẽ nhận một cái mức thù lao cực lớn, rơi tới khoảng độ 20 tỷ đồng, nhận nhà nhận xe để tiếp tục được ở lại với câu lạc bộ Lanh FC. Thế nhưng thông tin này thì tôi khẳng định một điều rằng là không hề chính xác một chút nào cả. Bởi vừa qua thì thông tin chính thức mà chúng tôi nhận được đó là bên phía lãnh đạo của câu lạc bộ Lanh FC đang muốn có được chữ ký của Huỳnh Như để tiếp tục có thêm một năm hợp đồng, và mức lương sẽ được tăng lên là gấp đôi, rơi vào khoảng 3.000 euro, rơi vào khoảng hơn 70 triệu đồng một tháng dành cho Huỳnh Như. Đây là số tiền thì đương nhiên cũng không phải là lớn, bởi thực tế với một vận động viên bóng đá mà đặc biệt như là Huỳnh Như, một cầu thủ rất giỏi, thì nhận một mức lương 70 triệu thì theo rất nhiều các cổ động viên đây là con số cũng không hề cao. Thế nhưng dù sao thì với cá nhân của Huỳnh Như, với cái mức chung của bóng đá nữ Việt Nam thì đó cũng là con số rất đáng mơ ước rồi. Bởi với những cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu thì việc họ thi đấu ở câu lạc bộ có lẽ rằng cũng chỉ nhận cái mức lương khoảng độ 7 triệu đồng một tháng thôi. Tức là mức lương của Huỳnh Như sang đây thì cũng đã là lớn hơn rất nhiều rồi. Vậy tôi nghĩ rằng đây là con số hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn vừa qua một số thông tin mà khiến chúng tôi cũng cảm thấy cực kỳ là bực bội, cực kỳ khó chịu khi mà có một số những cái thông tin nói rằng là vừa qua Huỳnh Như nhận rất nhiều thông tin buồn đến từ Lanh FC, đến từ Bồ Đào Nha, và thậm chí nhiều người còn nói rằng là Huỳnh Như đang bị phân biệt chủng tộc. Đây là thông tin thực sự bịa đặt, rất là không thể chấp nhận được. Hãy nhớ rằng là những cái thông tin mà Huỳnh Như trong thời điểm trước đây cô ấy chia sẻ cực nhiều, những cái hình ảnh mà những đồng đội của Huỳnh Như cùng mặc những chiếc áo dài để mặc chụp ảnh cùng với Huỳnh Như, và đó là điều Huỳnh Như đã hay làm để làm sao mà mang đến những hình ảnh đẹp nhất liên quan đến tà áo dài của Việt Nam chúng ta, một trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Những cầu thủ như là Maria Rodriguez hay Rafaela Mesquita hay Cristia Veria thì những cầu thủ này cũng đã rất thân thiết với Huỳnh Như, cũng đã mặc những chiếc áo dài đó, và đó là những chiếc áo dài kèm theo đó là chiếc nón lá truyền thống của nước Việt Nam để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó thì bức ảnh này cũng chính được câu lạc bộ Lanh FC họ thực hiện, họ chụp ảnh và thậm chí đăng lên trang chủ của câu lạc bộ này, và các đồng đội của Huỳnh Như cũng tỏ ra cực kỳ thích thú với trang phục mới của mình. Và thậm chí vừa qua trong cái quá trình mà Huỳnh Như thi đấu tại SEA Games 32 thì Huỳnh Như có chia sẻ rằng là khi sang Bồ Đào Nha thì tôi được các bạn chỉ cho kiểu ăn mừng nó là siêu giống như là Ronaldo vậy. Đồng thời tại Lanh FC thì chúng tôi cũng nói rằng là khi Việt Nam thì hãy cố gắng để mà ghi bàn. Và đồng đội của tôi tại câu lạc bộ Lanh FC cũng nói với tôi rằng khi trở về Việt Nam thì hãy ghi bàn và hãy ghi ăn mừng như vậy nhé. Và Huỳnh Như cũng có chia sẻ thêm rằng hiện nay thì đang làm việc tại Lanh FC. Cô ấy cũng nhận được rất nhiều sự tin tưởng đến từ chính huấn luyện trưởng, có sự tin tưởng từ các đồng đội và đặc biệt là các cổ động viên tại Lanh FC. Theo cá nhân của Huỳnh Như nhận xét thì đó là những cổ động viên rất tuyệt vời và cũng đã cổ vũ dành cho Huỳnh Như rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và vừa qua, Vic Pacheco có nhận xét về Huỳnh Như, cô học trò của mình như thế này: chúng tôi không nhìn mọi thứ theo cái cách của người hâm mộ. Nếu Huỳnh Như tiếp tục chăm chỉ phấn đấu và giữ được hiệu suất mà cô ấy đã thể hiện thì cô ấy sẽ luôn được tin tưởng để giúp đạt được mục tiêu thôi. Cho đến giờ tôi nhận định rằng Huỳnh Như đang rất tập trung vào công việc của mình và điều đó khiến chúng tôi rất hài lòng. Huỳnh Như đang chơi bóng tại Bồ Đào Nha, đang chơi bóng tại châu Âu và cô ấy đang rất thành công. Tôi tin rằng cô ấy có khả năng tiếp tục và thậm chí sẽ có tiến bộ hơn nữa rất nhiều. Vì vậy tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ tỏa sáng tại World Cup nữ 2023 trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà Rui Pacheco, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Lanh FC có chia sẻ về Huỳnh Như. Rất nhiều những thông tin vui mà tôi nghĩ rằng là Huỳnh Như có thể nhận được. Có thể không phải là những số tiền lớn vài chục tỷ mà một số kênh họ có đưa, hoặc là một số những cái chia sẻ thực sự mang tính phá hoại bóng đá khá là nhiều khi mà nói rằng Huỳnh Như bị phân biệt chủng tộc. Vừa qua chúng ta cũng đã thấy rồi, chính Huỳnh Như đang có sự hòa nhập cực tốt,
cô ấy thường xuyên đăng những hình ảnh sinh hoạt tập luyện rất vui vẻ cùng các đồng đội của mình. Và đó là hình ảnh mà có thể chúng ta thấy ở trên mạng xã hội. Thì những cái điều quan trọng nhất trực tiếp ở trên sân, chúng ta thấy rằng Hoàng Huỳnh Như cũng đã có những lần được đá penalty. Cô ấy được chính các đồng đội của mình nhường cho đá penalty. Hỏi rằng điều đó có thể xuất hiện với một cầu thủ nếu như họ bị phân biệt chủng tộc hay không, hay là họ bị những cầu thủ hay là những đồng đội của mình họ không ưa hay không. Rõ ràng là không phải rồi. Để được đá penalty và các đồng đội tin tưởng và thậm chí còn gọi Huỳnh Như bằng chị, thì nó rõ ràng là Huỳnh Như nhận được rất nhiều những cái thiện cảm lớn đến từ những đồng đội của mình. Và vừa qua Huỳnh Như cũng có chia sẻ rằng là các đồng đội cũng như là huấn luyện trưởng cũng đang rất mong muốn rằng Huỳnh Như sẽ tiếp tục ở lại Lanh FC để tiếp tục thi đấu cùng đồng hành với họ để làm sao mang lại những kết quả tốt hơn nữa dành cho câu lạc bộ của mình. Vì vậy mà những thông tin vừa qua, một số thông tin nó mang tính tiêu cực khá là nhiều. Những thông tin về việc Huỳnh Như nhận vô số những số tiền rồi ngay sau đó thì Huỳnh Như lại bị phân biệt chủng tộc. Tôi khẳng định lại một điều rằng đó là những thông tin không hề chính xác. Thực sự là những thông tin không hề đúng một chút nào. Còn với những thông tin rất vui liên quan đến ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý vị và các bạn, thì việc Huỳnh Như tiếp tục ở lại câu lạc bộ Lanh FC là khả năng cực cao có thể sẽ xảy ra. Và thực tế hiện nay thì chính câu lạc bộ Lanh FC họ đang có một cái thiện cảm và rất mong muốn rằng là Huỳnh Như sẽ tiếp tục ở lại. Họ đang có thiện chí để tiếp tục cùng làm việc với Huỳnh Như. Và chẳng có lý do gì mà tại sao họ phải lưng mức lương dành cho Huỳnh Như cả. Bởi rõ ràng là họ có sự đánh giá tốt về cái màn thể hiện của Huỳnh Như. Và sự hòa nhập tốt của Huỳnh Như cũng đã khiến cho cô ấy có được thành công. Bởi những cầu thủ trước đây chúng ta xuất ngoại, cái vấn đề thứ nhất là chuyên môn thì cũng là một phần. Thế nhưng cái vấn đề thứ hai là họ không thể hòa nhập cùng với các đồng đội của mình được. Liên quan đến ví dụ như là ngôn ngữ, hoặc cũng có thể liên quan đến việc là không hòa hợp với tính cách, thì điều đó khiến cho họ chưa thể thành công. Còn với cá nhân Huỳnh Như, hiện nay nhận được sự thiện cảm lớn đến từ Lanh FC, đến từ Bồ Đào Nha. Và đương nhiên với Huỳnh Như hiện nay thì việc cô ấy tiếp tục ở lại Lanh FC thì điều đó cũng không có gì là bất ngờ. Kể cả thi đấu trong màu áo của đội tuyển nữ Việt Nam thì Huỳnh Như vẫn có thể về thi đấu bình thường, giống như SEA Games vừa qua. Mặc dù là chỉ là SEA Games thôi, thế nhưng Huỳnh Như vẫn được trở về đây thi đấu, được cống hiến và vẫn nhận được rất nhiều những cái lời khen đến từ chính các đồng đội của mình. Vậy thì chẳng có lý do gì mà Huỳnh Như không tiếp tục ở lại câu lạc bộ Lanh FC để tiếp tục đồng hành cùng thi đấu với các đồng đội của mình cả. Có thể hiện nay chúng ta đặt ra một số những cái ví dụ như là mức lương như vậy là quá thấp, rồi một số người thì nói rằng là thôi bây giờ phải cố gắng làm sao chuyển đến một đội bóng nào lớn hơn nữa, phải mạnh hơn nữa. Nhưng thực tế với những gì đã diễn ra thì rõ ràng trong tôi thấy rằng là Huỳnh Như cực kỳ hợp với Lanh FC. Bởi dù sao thì với việc thành công đến như vậy, có được thường xuyên những bàn thắng như vậy và có được chỗ đứng trong một đội bóng của mình như vậy, và cũng chỉ là mới thi đấu mới chưa được có một năm thôi, thì cũng chẳng có lý do gì mà Huỳnh Như phải ra đi để tìm kiếm một cái chỗ mới mà cũng chưa biết rằng là chúng ta có được cái thành công như là Lanh FC hay không. Vì vậy mà với cá nhân chúng tôi thì việc mà Huỳnh Như tiếp tục ở lại câu lạc bộ Lanh FC, tiếp tục thi đấu, tiếp tục cống hiến dành cho đội bóng này, khả năng cực cao là sẽ xảy ra. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tiểu Lá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Lá nhé. Còn thông tin tiếp theo cũng liên quan đến một vận động viên nữa, một vận động viên nữ, đó chính là Cao Thị Duyên. Mới đây thì tại một buổi giao lưu của chủ đề đó là cô gái xứ Mường và hành trình chinh phục 3 tấm huy chương vàng SEA Games 32 do tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức, thì huấn luyện Phạm Tuấn Anh và vận động viên Cao Thị Duyên đã có những chia sẻ rất xúc động về cái hành trình từ cô gái làng đến huy chương vàng SEA Games. Vừa qua thì chúng ta thấy rằng tại SEA Games 32 thì Cao Thị Duyên chính là vận động viên đã giành được 3 huy chương vàng bộ môn lặn ở các nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ, 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ và 100m chân vịt đồi nữ. Bên cạnh đó là 2 huy chương bạc ở các nội dung 50m cá nhân vòi hơi chân vịt nữ và 4x50m tiếp sức hỗn hợp. Với thành tích này thì cô cũng đã chính thức phá 2 kỷ lục SEA Games và là thành tích tốt nhất của thể thao của Thanh Hóa mà một vận động viên có thể giành được tại một kỳ đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á. Và chia sẻ trong buổi giao lưu vừa qua thì Cao Thị Duyên cho biết đó là em đã cố gắng nhiều nhất để mang lại thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Khi quốc ca vang lên, em cảm thấy rất bồi hồi, xúc động và rất tự hào. Duyên cũng chia sẻ về quá trình tập luyện của mình cực kỳ khó khăn với những cuộc sống hàng ngày. Mặc dù được coi là cô gái vàng của thể thao Việt Nam, thế nhưng hiện nay thì bố mẹ của Cao Thị Duyên vẫn sống trong một ngôi nhà chỉ có 30m² thôi, được xây dựng bằng đá vụn thôi, mà không có bất cứ một chỗ nào thực sự để trang trọng.
để trưng bày những huy chương, những thành tích của con gái mình cả. Và tại buổi giao lưu vừa qua thì Cao Thị Duyên cũng đã nhận được rất nhiều những phần thưởng xứng đáng. Cụ thể thì công ty xi măng Việt Nam đã hỗ trợ cho Cao Thị Duyên số tiền 100 triệu đồng. Quỹ tầm vóc Việt Nam tập đoàn Ngân hàng Bắc Á hỗ trợ 50 triệu đồng. Tổng công ty đầu tư phát triển nhà đô thị HUD trao 20 triệu đồng. Và công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh trao 20 triệu đồng. CLBHG Việt Nam Nguyễn Văn Tùng tặng 10 triệu đồng. Mà trước đó chúng ta cũng thấy rồi, để chúc mừng thành tích của Cao Duyên đã đạt được vừa qua thì Giám đốc Sở Thể thao Văn hóa và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị đó là tặng cho Cao Thị Duyên 100 triệu đồng để làm sao có thể là sửa sang được cái ngôi nhà của mình cho bố mẹ. Và như vậy là tổng số tiền thưởng mà hiện nay thì Cao Thị Duyên có được đã là 300 triệu đồng rồi. Một con số cũng không phải là quá lớn, thế nhưng khẳng định một điều là với cá nhân của Cao Thị Duyên, với gia đình của cô ấy thì đây là một số tiền rất khổng lồ, bởi gia đình của Duyên rất là nghèo. Và hy vọng rằng với số tiền này thì gia đình của cô ấy sẽ có thêm được cái động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống cũng như chính cái sự nghiệp của Cao Thị Duyên, để mang về những tấm huy chương vàng danh giá dành cho đoàn thể thao Việt Nam. Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.